Thời đại huy hoàng của ballad Việt Nam đã kéo dài rất lâu mà không có dấu hiệu chấm dứt. Điều đó tạo nên một công thức chung bách phát bách trúng mà bất kỳ ca sĩ, nhạc sĩ nào cũng muốn học theo. Tuy nhiên, liệu việc tất cả mọi người đều đi chung một con đường như vậy có biến nó thành lối mòn? Ballad đã trở nên nhàm chán thế nào? Điểm qua một số cái tên đã leo lên top 1 trending trong năm nay, có thể thấy rõ ballad chiếm ưu thế lớn đến như thế nào. Mở màn năm mới với Tặng Anh Cho Cô Ấy của Hương Giang, cùng sự góp mặt của Hứa Thuyên Kim trong vai trò sáng tác. Tiếp theo đến Hơn Cả Yêu của Đức Phúc hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng. Nối tiếp là bản ballad của ông Hoàng Miền Tây Lê Bảo Bình với bản hit lập kỷ lục trụ top 1 lâu nhất Thích Thì Đến. Gần đây nhất là hai chị em Hòa Minzy và Eric nối đuôi nhau trở lại cùng Em Không Sai Chúng Ta Sai và Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng âm nhạc nửa đầu năm nay không nhiều. Vậy nhưng có tới 5 bản ballad chiếm giữ top 1 trending đã khẳng định vị thế khủng khiếp của loại nhạc này đối với công chúng như thế nào. Tuy nhiên, ngoại trừ Hơn Cả Yêu có nhiều điểm khác biệt, cả 4 bài còn lại đều đi theo một công thức chung. Không chỉ là điểm chung giữa 4 bài này với nhau, mà còn là điểm chung của ballad Việt suốt nhiều năm nay. Cấu trúc verse, chorus, bridge, chorus cơ bản, giai điệu đơn giản, dễ nghe, dễ hát theo, sử dụng tiếng piano làm nền chính, đôi khi điểm xuyết một vài tiếng trống cao trào, lời ca buồn bã sâu thẳm, có những câu hát chìa khóa giải đều nhằm viral mạng xã hội. Đặc biệt, một điểm chung cực kỳ lớn của chúng, đó là tập trung tạo sự chú ý chủ yếu đến từ hình ảnh và tất cả các nước đi đều thành công vang dội theo công thức có sẵn. Mọi người hả hê với Hân Tuesday bị trừng phạt, rơi nước mắt vì thương chàng Eric tội nghiệp, phát cuồng với sự hoành tráng của bối cảnh lịch sử. Nhưng chẳng mấy ai nói đến âm nhạc. Phải khẳng định, công chúng có nhắc đến âm nhạc một chút. Nếu không thì Hương Giang đã không phải lên tiếng thanh minh rằng vì cô không có ưu thế về giọng hát nên phải dùng sự kịch tính trong MV để thay thế. Và mới đây nhất, Hòa Minzy đã không phải nhận lời chia sẻ thật lòng từ một người bạn rằng giá trị âm nhạc qua audio của cô quá thấp. Họ vẫn thành công, thậm chí là thành công vang dội với những công thức quen thuộc này. Mặc cho sự thành công gần như hoàn toàn không đến từ âm nhạc, tuy nhiên, ngay cả những sáng tạo về mặt hình ảnh cũng đang trở nên nhàm chán. Hương Giang với 4 phần trong series Người Thứ Ba đã được khai thác đến triệt để, Lê Bảo Bình với kịch bản trai nghèo quá cũ kỹ, Eric tiếp tục vai diễn chàng trai đau khổ vì phụ tình. Vấn đề không hẳn chỉ nằm ở ý tưởng, ở đạo diễn hay giám đốc sáng tạo, mà chính sự sáo mòn, dập khuôn trong tư duy âm nhạc mới là nguyên nhân chính. Bởi rốt cuộc, video âm nhạc thì cốt lõi phải là âm nhạc. Một khi phần âm thanh đã quá tù túng, liệu có bao nhiêu sáng tạo cho phần hình ảnh? Hình ảnh đã nhàm chán, nghệ sĩ lại tiếp tục đầu tư mạnh tay hơn nữa, tới mức bán đồ vay nợ như Hòa Minzy để làm một MV choáng ngợp hơn nữa. Nhưng âm nhạc thì vẫn dậm chân tại chỗ. Các nghệ sĩ chắc chắn nhận ra điều này, nhưng ballad vẫn là một công thức thành công quá đỗi an toàn khiến họ không thể chối từ. Nó an toàn tới mức tiếp nối bản ballad này lại đến bản ballad khác mà bài nào cũng chạm đến top 1 trending một cách cực kỳ nhanh chóng. Công chúng thì bàn luận hết ngày này qua ngày khác về những nội dung trong MV, nhưng liệu họ có thể sáng tạo trong hình ảnh đến bao giờ khi chất liệu âm nhạc để khơi dậy hình ảnh vẫn chỉ có như vậy? Ekip của Hòa Minzy có thể cho rằng âm nhạc của họ đang rất hòa hợp với hình ảnh để tạo nên tổng thể, nhưng đa số công chúng lại không thấy như vậy thì sự kiên định của họ có thực sự đúng? Hay hình ảnh hoành tráng đã thực sự nuốt trọn thứ ballad dập khuôn này mất rồi? Vẫn còn cách thoát ra khỏi khốn khổ, chỉ là ai dám làm. Như đã nói ở trên, ngoại trừ 4 bản ballad đi theo công thức chung, nửa đầu năm nay còn chứng kiến sự lên ngôi của một bản ballad hoàn toàn khác biệt. Đó là Hơn Cả Yêu của Đức Phúc. Hơn Cả Yêu không phải là một sự bứt phá quá xa so với khuôn khổ, nó vẫn chứa đựng hầu hết những yếu tố quen thuộc. Những câu hát có tính viral, cấu trúc quen thuộc, tiếng piano êm ái. Tuy nhiên, điều khiến Hơn Cả Yêu tách biệt với 4 bản ballad còn lại là thông điệp tích cực nó mang lại và góc nhìn sắc sảo trong âm nhạc. Khắc Hưng sử dụng toàn bộ những yếu tố có thể gọi là cliché trong ballad, nhưng cũng đồng thời biến tất cả chúng thành những âm thanh rất sáng, rất hiện đại mà không có một chút xến nào. Tất cả để phục vụ cho thông điệp tươi sáng và hạnh phúc mà bài hát muốn truyền tải, khác hẳn với sự u sầu ủy mị mà pop ballad dễ bị mắc phải. Chính vì sự khác biệt ấy, phần hình ảnh trong Hơn Cả Yêu cũng cách biệt với các bản ballad top 1 trending khác trong năm nay. Không cần một câu chuyện đầy kịch tính, không cần đến bối cảnh xa hoa hoành tráng, Hơn Cả Yêu sử dụng hình ảnh giản dị, người thật việc thật khiến những thông điệp bài hát muốn truyền tải không xa lạ mà còn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.
Đây thực sự là sáng tạo mới mẻ, đồng thời cũng là sự hài hòa tuyệt đối giữa âm nhạc và hình ảnh. Hình ảnh giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp của âm nhạc và ngược lại, âm nhạc cũng giúp hình ảnh độc đáo và thăng hoa. Và kết quả thì sao? Hơn Cả Yêu thành công không kém gì các bản ballad khác, thậm chí vượt trội ở một điểm. Sự thành công này chủ yếu đến từ âm nhạc, câu hát chìa khóa của bài hát, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Không chỉ viral trên mạng xã hội mà còn được công chúng thuộc lòng, ngân nga khắp mọi nơi. Cũng là pop ballad đấy, cũng đầu tư mạnh tay vào hình ảnh, nhưng ai dám nói giá trị audio của Hơn Cả Yêu là thấp. Nhìn rộng hơn, ballad Việt Nam vẫn có những nghệ sĩ làm nhạc với góc nhìn rất đặc biệt, không đi theo công thức và đặt cá tính của bản thân vào một cách rõ rệt. Ta thấy điều đó ở Vũ Cát Tường, một nghệ sĩ nổi tiếng với ballad nhưng không giống với bất kỳ ai. Cô cũng hát những ca từ buồn đấy, nhưng không hề bị bi lụy mà lại ngược lại, đầy chân thành và hướng đến tương lai tươi sáng. Nhưng cũng đồng thời biến đổi và luôn đặt những bất ngờ nho nhỏ vào, như cách cô biến verse 2 thành bridge và chorus thứ 2 thành outro một cách độc đáo và thuyết phục ở Mơ. Cô cũng dùng piano làm nền, nhưng cũng đồng thời thêm thắt tiếng trống kèm và rất hợp lý và không cần theo khuôn khổ. Vũ Cát Tường không hẳn là một cái tên gây bão truyền thông bởi cô không sử dụng hình ảnh để hỗ trợ quá nhiều, nhưng âm nhạc của cô thì chẳng ai là không nghe không biết. Vậy lúc này giá trị âm nhạc của cô rất là cao và hoàn toàn đến từ audio. Ngay cả khi bạn không đủ sáng tạo để làm ra thứ ballad khác biệt, mang dấu ấn cá nhân của mình, vẫn có những tấm gương chuyển mình từ ballad sang dòng nhạc khác mà sự thành công chỉ có tăng mà không giảm. Vâng, còn tấm gương nào sáng hơn Bích Phương nữa? Nữ hoàng nhạc soul một thời đã biến hóa thành nữ hoàng dance pop. Bích Phương xây dựng tên tuổi của mình cùng những bản ballad soul bi thương hiệu Tiên Cookie lâu dài đến mức bị gán danh hiệu nữ hoàng nhạc soul, mặc cho cá tính thực sự của cô trái ngược hoàn toàn với hình ảnh này. Và thật đáng khen, Bích Phương từng bước thoát ra khỏi cái mác một cách rất chậm rãi, từ ballad soul bi sang ballad nhẹ nhàng vui tươi, thêm dần chút tiết tấu và cuối cùng là bùng nổ với dance. Mọi thứ đều được tính toán cẩn thận để công chúng dần quen với một Bích Phương không còn buồn. Đến khi cô thực sự làm thứ âm nhạc cô muốn, công chúng vẫn đứng về phía cô. Giờ đây, cô thoải mái làm những điều cô thích, kể cả quay lại với nhạc buồn, cô cũng không cần chọn ballad. Kết. Ai cũng muốn sự an toàn, và nếu công thức chung vẫn thành công thì mong chờ một sự thay đổi là rất khó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào con đường dài, ballad cũ kỹ dập khuôn không phải là sự lựa chọn tối ưu, bởi chúng khiến cho sự sáng tạo ngoài âm nhạc rồi cũng sẽ cạn kiệt, bất chấp bạn có mời đạo diễn tài năng đến như thế nào. Vẫn còn những con đường khác cho nghệ sĩ, đã có những tấm gương thành công đi trước. Câu hỏi đặt ra là liệu nghệ sĩ có dám liều hay không? Eric đã nói anh muốn làm một album với các yếu tố dance để phô diễn khả năng vũ đạo. Hòa Minzy và ekip cũng khẳng định một lộ trình âm nhạc họ đã xây dựng rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Chúng ta cùng chờ đợi xem họ có thể bứt phá khỏi ballad lối mòn hay không. Và đó là suy nghĩ của tác giả. Các bạn có đồng tình hay không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn muốn đọc nhiều bài viết hơn, hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!